Rồi. Cái này cái gì đây anh, nặng quá. Để đây cho mấy nhặt anh. À. Này có được khui cho kiểm tra không anh? Anh cứ khui thoải mái rồi tính tiền sau cũng được. À vâng. Đây phiếu đây bạn ạ. Dạ rồi, phiếu đây anh. Rồi ok. Thế anh vui lòng chờ tí để em rồi, kiểm tra nhé. Dạ dạ dạ. Khui giúp em với cái tên này. Cái này là máy giặt Kuchen. Máy giặt Kuchen với mức giá là 24.900.000. Ngày hôm nay Tiến Dũng nhận thùng hàng này. Thì đây là các cái đơn vị vận chuyển, họ vận chuyển đến theo cái đơn hàng của công ty BCA Solution. Đây là phía bên trong của thùng hàng. Nhấc cái áo này ra khoảng này. Đây nhấc áo này ra. Đây là thương hiệu Kuchen đến từ Đức, máy giặt. Ở đây có một dấu hiệu bị dập cái miếng xốp này nhưng mà không sao. Cái giặt này là 9kg lồng ngang. Thì khi mà chúng ta nhận hàng của các cái đơn hàng của thuộc BCA Shop Tiến Dũng thì sẽ được nhận hàng và khui ra kiểm tra xong là bắt đầu mới thanh toán tiền. Đang quay cái mặt này xem cái tem xuất xứ ở đâu này. Máy này sử dụng hàng của châu Âu thì sử dụng điện là 220 cho đến 240V và công suất tối đa khi mà nó giặt và nó giặt bằng nước nóng á, thì nó lên đến 2200W. Công suất thông thường thì nó chỉ khoảng 300-400W thôi. Đây là cái mặt trước của máy. Cái này hàng khủng, nó nặng trên 80kg. Và tổng thể thì máy nó không có bị móp méo là ok rồi. Đây là mặt trước của máy. Các cái nút điều khiển. Cái này có rất nhiều các cái chế độ giặt khác nhau. Và đây là có một cái đồng hồ cũng như là cái bàn phím cảm ứng ở đây. Đây là cái công nghệ mới của Kuchen, hàng của châu Âu. Đây là phía bên trong các cái linh phụ kiện. Chúng ta sẽ kiểm tra các linh phụ kiện. Tất cả các cái giòn họ làm rất là chất lượng. Bên trong các linh phụ kiện này thì sẽ bao gồm là một cái mã của sản phẩm bên công ty, bên hãng Kuchen, và các cái giấy tờ catalog hướng dẫn sử dụng cũng như là phiếu bảo hành. Đây là một cái vòi hãng tặng kèm theo để chúng ta cấp nước cho cái hệ thống này. Nếu mà vòi thoát nước thì nó sẽ thoát ra ngoài và anh em sẽ mua cái vòi thoát nước bên ngoài. Ở đây có một cái cửa này thì Dũng cũng chưa biết là nó là cái gì, nhưng mà trong những video tiếp theo thì Dũng sẽ review kỹ đến anh em chiếc Kuchen, máy giặt lồng ngang, hàng thương hiệu của Đức, hàng châu Âu. Thì trên đây là những cái quy trình khi mà chúng ta nhận những cái sản phẩm của công ty BCA, do Tiến Dũng đang làm cộng tác phục vụ các cái sản phẩm tiện ích gia đình. Và đây là một cái thiết bị gọi là thiết bị gia dụng thông minh. Thì đây là những cái máy giặt mà trong những video tiếp theo thì Tiến Dũng sẽ review kỹ hơn với anh em về cái sản phẩm này. Xin chào, xin cảm ơn.